Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết đô thị ngày 4 tháng 7 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì mưa dông vẫn xuất hiện tại các tỉnh vùng núi khu vực Tây Bắc và Việt Bắc vào sáng sớm. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất của khu vực này chỉ đạt trong ngưỡng là 33 đến 34 độ. Còn tại các tỉnh khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ thì mưa xảy ra ít hơn, trời khá oi nắng vào ban ngày với nhiệt độ ban trưa có thể sẽ đạt ngưỡng 35 đến 36 độ. Còn với các tỉnh khu vực Trung Bộ thì do tác động của hiệu ứng phơn nên tình trạng nắng nóng trải dài suốt dọc khu vực từ Thanh Hóa cho đến tận khu vực Phú Yên với nhiệt độ ban trưa tại đây phổ biến từ 35 đến 37 độ. Riêng một số nơi thuộc khu vực vùng núi phía Tây thì nhiệt độ cao nhất còn có thể sẽ đạt mức là 38 đến 39 độ. Và chiều tối thì mưa rào có thể xảy ra một vài nơi. Với các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay, do tác động kết hợp của đới gió Tây Nam tầng thấp và nhiễu động từ biển vào nên trong ngày hôm nay thì khu vực này mưa sẽ tăng hơn về cường độ và tần suất. Mưa không chỉ xuất hiện vào chiều tối mà còn xuất hiện gián đoạn trong ngày. Một số nơi thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ và phía Nam của Tây Nguyên còn có thể sẽ xuất hiện lượng mưa vừa và dông. Người dân khu vực này cần đề phòng với tố lốc và gió giật trong cơn dông. Do có mưa nên nhiệt độ vào ban ngày có xu hướng giảm nhẹ. Nhiệt độ ban trưa sẽ phổ biến từ 29 đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thi đầu tiên của đợt thi đại học lần 1. Thời tiết tại thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây vào sáng sớm. Tuy nhiên, càng về trưa chiều thì trời sẽ chuyển nắng mạnh hơn, nâng mức nhiệt ban trưa lên đến 35-36 độ, trời sẽ khá là nóng bức. Với kiểu thời tiết như thế này thì thí sinh nên có một số lưu ý trong ăn uống để có thể đạt kết quả tốt nhất. Đó là hãy bổ sung nhiều trái cây tươi vào chế độ ăn hàng ngày, ăn nhiều rau xanh đậm lá bởi chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa rất tốt giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Đồng thời thì các bạn thí sinh nên uống đủ nước và hạn chế đồ uống chứa caffeine như là cà phê, trà đen và đặc biệt là chúng có tính axit cao sẽ khiến cho tinh thần có thể sẽ căng thẳng hơn. Còn với thành phố Hải Phòng ngày hôm nay thì thời tiết cũng không quá khác biệt, trời phổ biến ít mưa và có nắng vào ban ngày, tuy nhiên thì cường độ nắng cũng không quá gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 34 độ. Thời tiết tại thành phố biển nhìn chung khá thuận lợi đối với kỳ thi đại học. Có thể thấy được rằng các thí sinh đều không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và lo lắng trong thời gian làm bài thi. Để khắc phục tình trạng này, thí sinh nên ăn sáng trước khi đi thi, hít thở sâu trước khi làm bài để giữ bình tĩnh. Còn với thành phố Đà Nẵng vào ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục là một ngày có nắng nóng và dự báo trong ngày thi cuối cùng thành phố này vẫn tiếp tục nóng bức với nhiệt độ cao nhất có thể sẽ đạt ngưỡng là 36 đến 37 độ. Vào chiều tối thì có thể xuất hiện mưa dông nhiệt, tuy nhiên lượng không quá nhiều và kết thúc nhanh. Như vậy là trong đợt thi lần 1 này thì các thí sinh sẽ tham gia trong điều kiện thời tiết nóng bức. Quý vị phụ huynh nên lưu ý chăm sóc đến sức khỏe và động viên tinh thần của con em mình để các em có sức khỏe và tinh thần thật tốt trước khi tham gia kỳ thi. Khác với thủ đô Hà Nội, các thí sinh tham gia kỳ thi đại học tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hưởng không khí dịu mát hơn với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ dừng ở ngưỡng là 32 đến 33 độ. Càng về chiều tối thì những đám mây đen sẽ kéo đến và trút xuống những cơn mưa rào và dông. Trong cơn dông có thể sẽ kèm theo gió giật, quý vị cần hết sức lưu ý. Những cơn mưa về chiều tối thường trùng với giờ tan tầm và giờ các thí sinh trở về nhà sau khi thi. Vì vậy quý vị phụ huynh nên mang theo các vật dụng che mưa để đảm bảo sức khỏe cho con em mình. Đồng thời hạn chế đi những đường có nguy cơ ngập cao để tránh việc ùn tắc và va chạm đáng tiếc có thể xảy ra. Với thành phố Cần Thơ thuộc dải đất miền Tây vào ngày hôm nay, khi mình thấy gây mưa có dấu hiệu hoạt động mạnh hơn thì mưa sẽ tăng hơn về diện và lượng. Mưa sẽ xuất hiện đan xen trong ngày khiến cho bầu không khí khá mát mẻ. Dự báo nhiệt độ ban trưa tại thành phố không vượt quá 32 độ. Nhận định trong khoảng 2 đến 3 ngày tới thì mưa vẫn còn duy trì khiến cho đường trơn trượt và hạn chế tầm nhìn khi mà lưu thông. Do vậy các bậc phụ huynh khi đưa con em mình đến địa điểm thi thì cần hết sức lưu ý. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết đô thị của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo.